Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Quỳnh Thúy Tinh Vlog ha. Hôm nay là video thứ ba là mình quay về cái mô hình là trồng cây cà pháo mà xen canh với cây đu đủ nha các bạn. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cách chăm sóc cây cà pháo mà trong cái giai đoạn mà nó bắt đầu mà nó ra trái nha mọi người ha. Có nghĩa là từ lúc mà mình gieo đến lúc mà mình thu hoạch đó các bạn, thì khoảng đâu là 60 ngày. Thì trong cái giai đoạn này là mình phải biết cách là mình thúc phân cho nó để cho trái của nó to và nó không có bị rụng bông nha các bạn. Thì đây là một cái vấn đề khá là quan trọng đối với những anh em mà trồng cà pháo nó gần tới miệng ăn rồi, mình làm sao mà cho nó có hiệu quả nha mọi người. Thì đối với cây cà pháo này các bạn, thì cái phân mà mình để mà mình thúc cho nó trái mà nó đẹp á các bạn và nó không có bị nám á, thì ở đây thì mình sử dụng là cái phân là 20-15 nha mọi người ha. Cái dòng phân ba màu hiệu là đầu trâu nha các bạn. Thì cái dòng phân nó rất là tốt cho cái loại cây cà pháo này, tại vì ở trong cái dòng phân đó đó nó có cái kali mọi người đó. Thì khi mà có cái kali sẽ giúp cho cái cây cà pháo của mình mà nó chắc cây và nó ăn rất là dai nha mọi người ha. Và ở đây thì mình có cộng thêm là cái phân là canxi bo nha các bạn ha. Liều lượng là 73, có nghĩa là 7 phần là 20-15 và 3 phần là canxi bo để mình trộn lại với nhau để mình bón cho cây cà pháo. Cái lý do là mình bón hàng canxi bo các bạn là nhằm giúp cho cái trái cà pháo của mình đó các bạn, nó rất là bóng và nó sẽ không có bị nám ở dưới đít mà cái trái cà pháo của mình ha. Thì đó là vậy nha mọi người. Thì đó là cái quy trình để mình bón phân cho cái cây cà pháo của mình. Và cái thời gian mà để mà chúng ta bón lại sau khi mà mình thu hoạch đó các bạn, có nghĩa là ở đây là một tháng là mình sẽ thu hoạch là 4 lần. Và cái lần thứ tư thì mình mới tiếp tục là mình bón phân tiếp nha mọi người ha. Chứ mình sẽ không có bón phân nhiều. Tại vì cái loại cây này các bạn, thì nếu như là các bạn mà bón phân nhiều quá thì cây của nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà ở đây cái cây nó tốt các bạn, có nghĩa là lá nó rất là nhiều và nó sẽ không có sinh ra thật nhiều nha, có nghĩa là trái nó sẽ rất là ít. Thì do đó thì ở đây là mình sẽ bón theo cái liều lượng là ít, chứ mình sẽ không có bón nhiều ha. Có nghĩa là một tháng là mình sẽ bón phân cho nó một lần đó. Thì đây là cái lợi thế khi mà mình trồng cái cây cà pháo mà trong cái giai đoạn là phân phướng bây giờ nó rất là mắc nha mọi người ha. Như lúc trước á, một bao phân 20-15 đi chỉ có 700 ngàn thôi, bây giờ thì nó đã là 1,5 triệu, thậm chí có chỗ là nó hơn nữa nha mọi người ha. Thì do đó thì cái loại cây cà pháo này thì rất thích hợp cho anh em mà trồng xen canh đó. Thì chính vì cái lý do đó thì mình cũng quay nhiều cái mô hình xen canh cây cà pháo á, cho bà con cô chú bác gì đó thì xem kênh của mình á, thì cũng có thể là biết được ha. Còn đây là khoảng cách để trồng cây cà pháo nè, mọi người có thể xem được ha. Khoảng đâu là 5-6 tấc cho một gốc ha. Khi mà cây của mình lớn các bạn thì nó sẽ bung tàn và nó sẽ ăn rất là dai ha. Ở đây thì mọi người cũng có thể là xem được trực tiếp trên cái màn hình của mình quay ha. Ở đây thì mình quay nó hơi chậm, tại vì mình quay bằng điện thoại các bạn thì nó hơi rung á, thì do đó thì mình sẽ cố gắng là mình quay chậm, mình chỉnh lại cái tốc độ quay của mình á, thành ra là các bạn xem nó đỡ bị rung lắc hơn ha. Thì các bạn thấy mình chia sẻ hay á, thì các bạn cho mình một like và một lượt đăng ký ha, và một lượt chia sẻ lên cái Facebook nha các bạn. Đó, đó đây là mô hình là trồng đu đủ và xen canh cây cà pháo ha, rất là hay luôn. Nói chung á, mình cũng cố gắng mình ra nhiều cái video như thế này á, để cho anh chị nào mà trồng cà pháo xen canh á, thì anh chị có học hỏi thêm cái kinh nghiệm từ riêng mình. Chứ thật chất ví dụ như anh chị mà đang trồng cây đu đủ đi mà nghe mình giới thiệu về cây cà pháo thì anh chị cũng mua hạt giống anh chị trồng, nhưng mà mình không hiểu về cái quy trình bón phân của nó như thế nào á, mà chúng ta cứ nghĩ là bón phân nhiều á, thì cây của mình thì nó sẽ tốt, nhưng mà thật chất á, thì cây nó tốt thật nhưng mà trái thì nó sẽ rất là ít ha. Thì đó là cái cách chăm sóc khi trồng cây cà pháo của mình. Còn thời gian tới nữa thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị về những cái video về xịt sâu ha. Ở trên cây này thì chỉ có là sâu đục thân với chết nhát thôi, chứ ngoài ra là rầy với bị kiến mọi người. Thì video tới nữa thì mình sẽ nói thêm ha, cho nó thật là kỹ. Còn đây giờ mình quay cho mọi người xem mô hình nè. Đó, cái này thì nó chỗ này thì nó ánh sáng thì nó hơi nhiều ha, mình quay nó hơi sáng, chứ mấy khúc nãy là mình quay ngược cái điện thoại lại mọi người nó nhìn nó rất là tối. Ở đây thì đất nó cũng có là một phần là nó mặn nha mọi người ha, đất đỏ nè, thành ra là cái khúc này bón kali cũng ít nữa. Khúc nào mà bạn như là đất mà đất thịt mình các bạn thì các bạn nên bón kali nhiều ha. Còn đất này thì nó đã có cái độ mặn sẵn rồi, thành ra là cây cà pháo khi mà mình trồng vô các bạn nó rất là tốt. Các bạn có thể là xem được nè. Tốt ở đây là nó không phải là nó đâm dược dược ha, mà tốt là đây là tốt vừa phải. Mọi người dòm cái lá của nó đi ha, nó xanh vừa phải, còn mà nó xanh đậm lè luôn mọi người, toàn là lá không à, chứ nó không có trái nhiều đâu. Ở đây là kinh nghiệm mà trồng cà pháo của riêng mình á, để mình chia sẻ cho mọi người đó. Đó, để mình đi tới cho mọi người xem nè, đúng không? Đu đủ với cà pháo có cái dừa nè, thấy không? Rồi mình quay tổng quan cái vườn mô hình xen canh này cho các bạn xem một lần nữa thì mình sẽ tạm dừng nha. Nó thì nhìn cũng rất là ok nha mọi người ha. Đó, mọi người xem nè.
Rồi các bạn có câu hỏi nào thì cứ bình luận bên dưới video ha, thì mình sẽ tranh thủ mình trả lời trong cái video tới cho mọi người cùng tham khảo nha. Rồi mình xin được mến chào.